xin chào anh chị và các bạn chúng ta lại được gặp nhau trong bài review về thị trường hôm nay của adc và mình châu phạm để mà dùng một cái từ mà chúng ta mô tả vào phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình xin đưa ra một từ là mô tả là một phiên giao dịch đáng quên à, đáng quên không hẳn là vì cái áp lực bán nó lan tỏa toàn thị trường mà cái đáng quên thứ hai là nó lại bắt nguồn từ những à, cái vấn đề về cổ phiếu đầu cơ à, thật sự là không phải tất cả những cổ phiếu đều xấu mình khẳng định như vậy nhưng mà khi mà thị trường đã xấu thì nó sẽ khiến cho rất nhiều những cổ phiếu bị điều chỉnh và bị bán điều chỉnh rất là mạnh trong video giao ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta chỉ có được một một cổ phiếu duy nhất là VCB đã hỗ trợ cho thị trường có thể phục hồi lại trở lại à, chúng ta thì mình bản thân mình thì cũng khuyến nghị trong nhóm cổ phiếu ngân hàng rất là gần đây mà đến thời điểm hiện tại thì khi mà cổ phiếu ngân hàng tăng một cách khá khá là đơn lẻ Uh, thì lại là một yếu tố khác thì mình cho rằng là đây là cái giai đoạn mà chúng ta đang thấy là dòng tiền đang kéo trụ uh, đang kéo trụ nhưng mà lại uh, về những cổ phiếu khác thì lại bị bán xả thì cũng hơi hơi phức tạp thì chúng ta sẽ giao dịch trong điều kiện thị trường như thế này uh, rất nhiều cổ phiếu ví dụ như ssi kbc ngay cả với nam kim hoa sen vre rất nhiều cổ phiếu lớn bị điều chỉnh bán ngày hôm nay thì uh, mình đang biết rất rõ là chúng ta đang đợi À, cái quan điểm là cái chiến lược giao dịch của ngày mai như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra một cái nhận xét đó. À, về cái cái thị trường lần này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại về chỉ số VN Index. Thực ra với VN Index thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay điều chỉnh giảm đấy. Nó là sự uh, gọi là bất ngờ hay không thì mình vẫn vẫn cho rằng đây là một yếu tố điều chỉnh bất ngờ. Uh, nhưng mà lại lại có thể dễ giải thích nó không đến từ cái vận động của các chỉ số toàn cầu à, hay nói cách khác là thị trường của chúng ta là thị trường bị điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên dịch ngày hôm nay à, so với các chỉ số lớn và thậm chí là mình nhìn nhận là trên yếu tố góc độ toàn cầu luôn ví dụ như chúng ta nhìn nhận về chỉ số của à, SPX à, cũng đều thấy là à, có, có lực chỉnh đấy cũng bị áp lực điều chỉnh đấy nhưng mà giá nó chỉ đơn giản là nó bắt đầu phục hồi và thậm chí là có bắt đầu chứng kiến những cái lực bắt bắt đáy xuất hiện trong vùng vùng này volume bắt đầu xuất hiện rồi hay là với những chỉ số khác ấy, thì ngày hôm nay cũng không phải là áp lực bán quá mạnh bản thân mình đánh giá là thị trường cũng khá là ổn thôi à, thị trường toàn cầu cũng không không bị áp lực quá là là kinh khủng nhưng mà video dịch ngày hôm nay thì mình cho rằng là với thị trường Việt Nam thì nó mang cái yếu tố nội tại rất lớn nó ở chỗ là khi mà chúng ta à, những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ đặc biệt là trong nhóm ngành bất động sản này bất động sản hôm nay bị bị, bị bán ở à, đây là 360 là nhóm bất động sản ấy. bất động sản bị bán bán, bán thật sự là mạnh thì khi mà bị bán như thế này ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái yếu tố là nhà đầu tư các tài khoản, đặc biệt là tài khoản nhỏ à, sẽ cần phải yếu tố là bán giải chấp do là họ có vay margin. Thì khi mà những cái cổ phiếu mà liên quan tương tự FLC đi. Thì đến hôm nay đã là giảm giảm gần như là mất 50% rồi, 50% rồi và vẫn chưa bán được. Thanh khoản không tăng. Đấy khác là chúng ta vẫn còn phải chứng kiến những pha giảm nữa. Thậm chí là cái vùng giảm giá còn thấp hơn thì việc hạ nhiệt nhanh như thế này nó đã khiến cho không những nhà đầu tư mà còn rất nhiều tổ chức bị kẹp hàng, à, kẹp hàng tức là họ không bán được và chứng kiến cổ phiếu bị giảm mỗi ngày thì buộc phải làm sao, tức là chúng ta sẽ cần phải rất nhiều các cái mình cho rằng là rất nhiều những uh, nhà đầu tư sẽ cần phải cơ cấu lại toàn bộ danh mục và khi cơ cấu thì đó là áp lực bán ra, Và lực bán ra này nó đã khiến cho thị trường bị điều chỉnh giảm ngày hôm nay chứ cũng không hẳn là liên quan đến thông tin vĩ mô tiêu cực mà đơn giản là thị trường đang đang ở trong một cái trạng thái là trạng thái đang bị uh, áp lực của những cái dòng tiền uh, margin, dòng tiền cho vay, dòng tiền này dòng kia thì nó đã khiến cho thị trường điều chỉnh đỏ. Ok, thì đó là một cái nhìn nhận về trong phiên dịch ngày hôm nay nhé. Uh, thị trường hôm nay giao dịch khá là phức tạp khi mà yếu tố chung thì không bị sao nhưng yếu tố riêng thì lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Với uh, chỉ số thì hôm nay có thể nói là chính thức mất đà tăng. Khi mà cổ phiếu uh, mất đà tăng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực đến uh, rất là tiêu cực đến cái tâm lý à, khi mà chúng ta có thể là kiểm chứng lại nền thứ nhất thì ổn à, kiểm chứng lại nền thứ hai thì ổn nhưng mà đến lần thứ ba mà còn kiểm chứng nữa thì lại không ổn à, đến lúc này thì cái cả là cái động lực cái động lượng tăng trưởng nó bị mất đi khá là nhiều và nó cũng nếu mà chúng ta nhìn nhận lại ấy, thì nó đang diễn biến lại đúng cái thời điểm của năm 2019 tức là trong giai đoạn này giai đoạn này thì giá sẽ không có xu hướng tăng mà đơn giản là đi ngang nên cứ lặp đáy lặp đáy liên tiếp như thế cứ rút chân xong lại tăng xong bắt đầu điều chỉnh xong lại tăng và trong giai đoạn này là giai đoạn gọi là giai đoạn khó chơi và khi mà khó chơi thì chúng ta sẽ phải cần sự cẩn trọng hơn tìm hiểu cổ phiếu và tìm cách giao dịch một cách an toàn hơn chứ không phải là cổ phiếu nào cũng mua sẽ thắng mình có thể khẳng định được là trong năm nay nó sẽ là như vậy à, ngoài ra thì với cái chỉ báo tâm lý thị trường ấy, thì có thể thấy là à, giá tăng lên thì rất là khó rất là lâu nhưng mà để mà giá điều chỉnh giảm thì chắc nó sẽ cần đâu đó khoảng hai ba phiên thôi là giá đã về lại cái vùng năm sáu này rồi thì uh, với anh chị mà đang có vị thế nắm tiền mặt thì chắc chắn đây là điều tốt khi mà thị trường điều chỉnh giảm chỉ cần tích lũy được một hai phiên thôi ra mở lệnh mua là kiểu gì chúng ta cũng sẽ có lãi uh, t 3 về còn với mà thanh khoản cái vốn hóa và đây là thanh khoản nó cũng tương tự như vậy khi mà thị trường bây giờ đang bắt đầu bước vào điểm cân bằng đây chúng ta có rất nhiều điểm cân bằng để chúng ta có thể mua tại trong khu vực này thứ hai nữa là cũng không phải không phải là có uh, quá nhiều cơ hội để mà giá uh, cái đà lan toàn này nó tiếp cận ở cái vùng âm uh, dưới 30 đâu và do vậy là mình cho rằng đến thời điểm này ấy, nếu trường hợp mà thị trường điều chỉnh một phiên nữa thì sang phiên sau chúng ta có thể mua lên được và thậm chí là mua tốt uh, đó là với uh, chỉ vào tâm lý thị trường ngoài ra về xét về yếu tố của các nhóm ngành ấy, thì mình cho rằng là các nhóm ngành hiện tại Uh, chỉ có một nhóm duy nhất mà nếu anh chị có theo dõi những bài video của châu uh, tư vấn thì chỉ có một nhóm duy nhất thôi đó là nhóm ngành ngân hàng có có cơ hội và kỳ vọng là hỗ trợ lại được cho thị trường lần này và rõ ràng là trong khi mà thị trường điều chỉnh xấu rất nhiều mã sàn thì ngân hàng có một mã đại diện là vcb lại xanh và thậm chí là có có khả năng là trần trong phiên ngoài ra là cổ phiếu bid bid cũng thế có những cổ ví dụ như hôm nay stb STB thì áp lực bán khá là lớn, bán đưa lại cho giá về lại đúng cái nền cũ. Nhưng có một điều khá thú vị là STB lại không không xuất hiện à, lực à, lực mua, à, không xuất hiện lực bán quá là nhiều. Và do vậy là nó vẫn chưa bị mất đi cái xu hướng chủ đạo của nó là xu hướng tăng. Còn với TCB thì lại quay về vùng nền cũ rồi. À, CTG cũng thế. Nói chung là thời điểm này thì à, gọi là để mà có một cái thị trường hấp dẫn ấy, thì chúng ta sẽ phải hết sức lưu ý và và phải đầu tư một cách bài bản hơn à, quan quan tâm đến những câu chuyện về cơ bản hơn thì chúng ta mới mới có thể là lựa được những cổ phiếu mà nó tốt còn đến thời điểm hiện tại thì thị trường chưa có dấu hiệu là ngưng điều chỉnh đây là điều mà mà chúng ta kết là một phiên giao dịch mang tính là khá tiêu cực trong ngày hôm nay à, do vậy thì trên quan điểm là khi mà thị trường đã biến động tiêu cực hay là biến động theo kiểu là rủi ro cao thì tốt nhất là chúng ta nên nên đưa cái tỷ lệ danh mục về mức thấp và chúng ta chuyển về kỳ vọng và chờ đợi thôi khi nào mà giá bắt đầu tăng trở lại thì chúng ta lại có thể giải ngân điều đấy là hoàn toàn bình thường và nếu với anh chị mà đã hiện nay đang có danh mục mà bắt đầu bị lỗi trên năm sáu bảy chúng ta bắt đầu phải bắt đầu quản trị quản trị danh mục bằng cách là có hai cách một là chúng ta hạ tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục hoặc là thứ hai là chúng ta có thể uh, mua những cái danh như mua những cổ phiếu mà an toàn uh, ví dụ như cổ Vinamilk chẳng hạn Vinamilk thì bây giờ nó vẫn thế thôi nếu mà chúng ta mua thì nó vẫn là như vậy nó cũng không thế mình là nó đã xác lập cái vùng đáy cũng khá là ổn định rồi hay là những cổ ví dụ như cổ s uh, sacom uh, SABECO chẳng hạn thì nó cũng đơn giản là nó đã bị giảm quá rồi bây giờ nó cũng muốn giảm thêm cũng khó có thể giảm thêm được hay là chúng ta nhìn nhận thêm những cổ phiếu ví dụ như uh, vix cũng đã rút chân đúng không ạ vinhome vinhome thì thật sự là hôm nay thị trường bị bán thì Vinhome là trong nhóm này bất động sản bị bán theo à, với VRE cũng thế thật sự là bị áp lực điều chỉnh bán khá lớn nhưng mà gọi là bị vỡ à, bị vỡ cái cái cấu trúc của thị trường hay chưa ấy, thì mình cho rằng là thời điểm này nó mang tính khá là nhạy cảm và nếu mà chúng ta chưa có thể nắm được nhiều thông tin thì tốt nhất là chúng ta sẽ bắt đầu ưu tiên quan sát trong một, một vài phiên đến để khi nào mà thị trường ổn định hơn thì chúng ta có thể chuyển sang mua lên khá là dễ, dễ chịu còn bây giờ thì chưa Ok, thì đó là một số uh, nhìn nhận chung về thị trường. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có xem thử nhóm ngành. Đến thời điểm hiện tại thì nhóm bất động sản chắc chắn là bị bị điều chỉnh giảm rồi, không không thể tăng lên được nữa. Nhưng mà ngược lại là nhóm ngân hàng mình đánh giá là vẫn còn đang ổn, đang ở trong một trạng thái vừa phải, có có phần tích cực. Khi mà cổ phiếu VCB này hay là BID, CTG hay là thậm chí là VIB cũng đang ở trong trạng thái tích cực và có thể hỗ trợ được thị trường lần này thì nhìn chung thì chúng ta nhìn qua chỉ số VN30 đi anh chị có thể thấy là với VN30 chẳng hạn thì cái trạng thái hiện nay là trạng thái tiêu cực khi mà những cái cổ phiếu lớn Vinamilk HPG, VHM, EVIC đều là trong trạng thái giảm chỉ có VCB là kéo lại đường thôi ga thì trong câu chuyện về xăng dầu gần đây bây kéo lại được thị trường nhưng mà nhìn chung đi nữa thì chúng ta khó thể mà chờ đợi vào một nhóm ngành có thể kéo được toàn thị trường lắm mà thậm chí là kéo một nhóm ngành mà lại kéo những cổ phiếu khá nhạy cảm như là VCB hay là BID nó lại khiến cho cái tâm lý của thị trường lại càng bất an hơn. Khi mà chỉ cần nếu kéo một vài mã và áp lực bán sản đến với những mã còn lại thì nó lại trở thành một cái trạng thái tiêu cực khi mà nhà đầu tư uh, cảm thấy không tin tưởng vào sự lan tỏa của cái dòng tiền lần này. Uh, đây cũng là lý do tại sao mà phá sinh hôm nay bị bán chỉnh về bị bán chỉnh về luôn cái nền của 1480. Thì uh, với cái nền 1480 này ấy nó đã được kiểm chứng lại khoảng từ tháng 11 đến bây giờ rất nhiều lần rồi thì liệu là hôm nay có một áp lực rút chân hay không thì rõ ràng là mình chưa thấy à, bởi vì là nếu anh chị đấy thấy ấy, là luôn có những cái lực rút chân kiểu như thế này xuất hiện tại vùng mùa 1480 nhưng mà bây giờ thì mình lại không thấy áp lực rút chân thậm chí là giá bán bán mà thanh khoản rội lên rất cao và không có rút chân à, do vậy thì có thể đâu đó là chúng ta phải kỳ vọng là giá nó về một vùng thấp hơn nữa thậm chí là về lại cái vùng nền của 1440 nếu trường hợp này diễn ra thì chúng ta phải chấp nhận thôi và do vậy thì chiến lược giao dịch sắp đến nó sẽ nghiêng về cái vị thế tiêu cực nhiều hơn ở trong trường hợp mà giá không hồi nổi mà giá thủng luôn ở cái nền hỗ trợ à, 1479 1480 chúng ta có thể ưu tiên lệnh sọt sọt về lại 1440 nhé Ok à, đây là một số nhận, nhận chung như bài video ngày hôm nay Cảm ơn anh chị các bạn đã thời, thời gian, theo dõi và xin chúc cả nhà có một video giao dịch thành công ngày mai à, với anh chị à, cần tư vấn thêm thì cứ để lại thông tin các bạn bên HTC sẽ đưa vào room tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị các bạn. Xin chào và hẹn tạm biệt.